Thời tiết ngày hôm nay thì rất là đẹp và em lại mang đến cho các bác một chiếc xe cũng rất là đẹp luôn. Một chiếc xe màu bạc nhé các bác nhé. Và đây là một chiếc xe 6 túi khí an toàn nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc luôn. Một chiếc Kia Morning đời 2011. Đấy, xe còn ngon, chất cứng và lại còn có cả cửa sổ trời. 6 túi khí an toàn, nội thất ghế da nó còn như thế này đây. Và chiếc xe này thì bên em đang bán cái giá nó chỉ cửa tiền là rẻ hơn những chiếc xe mà 2011 cùng đời nhá, là rơi vào tầm khoảng 30 triệu. Vâng, một mức giá rất là thơm cho mọi nhà. Và chiếc xe này thì giá full tiền khi mà các bác gọi là yêu ấy, thì các bác cứ qua cửa hàng làm việc trực tiếp thì sẽ có giá giảm rất là nhiều cho các bác luôn về chiếc xe này. Còn nói chung về chất thì em này là một chiếc xe giá tầm tiền rất là hời, vừa phải với mọi gia đình. Nó chỉ ngang ngang một chiếc xe Morning Taxi số sàn đời 2018 thôi. Còn đây là một chiếc xe đời 2011 được nhập khẩu nguyên chiếc nhá, từ Hàn Quốc luôn. Dòng này là dòng xe nhập nên là form của nó đến thời điểm này thì vẫn không có cái gì thay đổi cả, gần như là nguyên luôn. Và chiếc xe thì mang biển 18 Nam Định 041422. Đấy, chất xe còn cứng và máy số thì em thì thầm. Và cam kết đảm bảo cho bác là xe là không có lỗi lầm, dàn lốp còn mới, la răng đúc. Đấy, 6 túi khí an toàn và em này thì đăng kiểm đến tháng 2 năm 2024. Đây là một chiếc xe 5 chỗ ngồi, không phải bản van đâu ạ. Bản van những cái đời như thế này thì nó cũng đã rơi vào tầm gần 200 rồi. Còn đây là bản 5 chỗ các bác nhá. Và giá của nó cửa tiền nó chỉ hơn 200 một chút nhỉnh thôi, là các bác đã có ngay được chiếc xe Kia Morning đời 2011. Và em này thì bên em vừa mới về cửa hàng xong. Đấy, giấy tờ hồ sơ pháp lý thì bên em sẽ đảm bảo hết đầy đủ cho các bác luôn. Và xe thì chất cứng, cam kết là không có đâm va, tai nạn, ngập nước. Còn chất theo thời gian 5 tháng thì nó cũng được hơn chục năm rồi. Thì đương nhiên là nó cũng sẽ cũ theo thời gian một số chi tiết. Còn lại thì ok các bác nhá. Vâng. Và bây giờ thì em với các bác sẽ cùng đi chi tiết về từng phần của chiếc xe để cùng đánh giá xem là chiếc xe này có giá trị như cái số tiền của nó đưa ra không. Một chiếc xe Kia Morning với form mặt catalang mũi hổ đây các bác nhìn này. Đấy, logo xịn xòa, mặt catalang bóng lộn luôn nhá. À, em này thì đấy các bác nhìn riêng cái về form của cái dòng Kia Morning thì cái vòng form này nó là một cái dòng form rất là dữ và nhìn thì không bao giờ bị lỗi mốt luôn các bác ạ. Đời nhập, bản nhập nhá thì không bao giờ bị lỗi mốt luôn. Đèn của chiếc xe đang sử dụng là đèn halogen nguyên. Đấy, đèn trong và không bị ố mốc rạn nứt tí nào. Biển 18A Nam Định 01422 nhá. Và chiếc xe này thì bên em đang bán giá là chỉ có hơn 200 thôi. Vâng, 228 triệu đồng có bớt cho các bác luôn. Đấy, tôn vỏ xe thì cứng này. Và kính này còn zin nhá, kính này là còn zin nguyên. Đấy. Em này thì đã có tem e-pass rồi và trong tài khoản nó còn hơn 1 triệu, các bác đi thoải mái luôn. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2020, tháng 2 năm 2024 và xe thì mới chạy được có 15 vạn thôi. Lốp bên này, lốp bên tài thì là đang sử dụng lốp Kumho 16560 la răng 14, la răng phay. Đấy, ra răng phay. Và cái lốp này thì của nó cũng mới tinh luôn, 2022 này. Tuần 39 năm 2022 các bác nhá. Đây này. Đấy, và rãnh lốp thì dày như thế này đây. Đấy, lòng cua lốp là không có lỗi lầm và không có mục mọt. Sơn sườn tôn vỏ đẹp. Và em này thì tỷ lệ sơn zin của nó thì chỉ còn khoảng có 20% thôi. Xì tút xì tát hết rồi. Đấy, cái này thì theo 5 tháng không thể bảo. Bây giờ nhiều năm chạy nhiều thì chất xe của người ta nó vẫn còn cứng. Chủ yếu quan trọng nhất là máy số cầm bệ. Còn những cái phần sơn ấy ạ, nó để nắng mưa nhiều thì sơn nó sẽ bay màu, nó xuống màu. Thì đương nhiên là phải xì tút đánh móng lại rồi. Đấy. Còn keo chỉ của xe là bảo đảm cho các bác là zin tuyệt đối luôn nhá. Đấy, chỉ cánh này, keo này còn nguyên tuyệt đối luôn. Tapi da sạch sẽ, ngon lành. Kính điện lên xuống là hoạt động hoàn toàn nhẹ nhàng và nhanh. Xe này thì đảm bảo các bác là không có taxi dịch vụ rồi. Số tự động rồi, đi rất dễ dàng luôn. Và em nhà em thì có một con cũng bản nhập nhưng mà số sàn thì em bán giá nó chỉ có 175 triệu đồng thôi nhá. Còn chiếc xe này thì em bán giá là 225 triệu đồng. Đấy, số tự động, cửa sổ trời. Còn kia là bản nhập số tự động. Đấy, số sàn xin lỗi các bác, số sàn 175 triệu đồng. Một mức giá rất là hời. Đấy, rất là đẹp luôn. Vô lăng vẫn còn rất là mới. Vô lăng này da khâu còn mới luôn này. Đấy, và nhựa của vô lăng này vẫn còn bóng luôn. Và xe này 5 bánh là 15 vạn 2 rồi. Đấy, các cái phím bên đèn này còn của nó vẫn còn như thế này đây. Và bên gạt mưa, gạt kính này. Nói chung là các chi tiết của xe thì không có mài mòn gì cả.
Và sàn này, sàn nó còn sạch nhá. Em này thì được cái là điểm cộng đó là chất xe thì vẫn còn nét căng, cứng luôn. Và chỉ keo của cánh của xe là còn nguyên. Đấy, không có lỗi lầm. Đấy, ổ thất ghế này các bác nhìn này, ổ thất ghế là ghế đằng sau đây. Đấy, còn đẹp và sạch sẽ luôn nhá. Xe cứng. Đấy, và cái hàng ghế của Moling thì nó vừa vừa, chứ nó không rộng hẳn như những cái dòng xe sedan hay là những cái dòng xe i10. Thế nhưng mà được cái là Moling là một chiếc xe rất là gọn, tiện. Và những ai mà đi những cái dòng như thế này thì cũng đều biết là nó vừa bốc vừa khỏe, chạy rất sướng. Đây là chiếc xe máy là động cơ 3 máy 1.0. Nhưng cái mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe thì nó ăn xăng rất là ít luôn, chỉ khoảng 4 lít rưỡi, 5 lít trên 100 cây thôi ạ. Và em này thì đấy, có cửa sổ trời đây. Và nóc là không có vấn đề gì nhá. Đấy, còn nguyên luôn này. Đấy, nóc đây. Đấy, đồng sơn cản đằng sau này. Còn nguyên bản luôn. Và chất xe thì là cũng là cứng. Các bác vừa đi những cái dòng như này thì về là rất là yên tâm. Đấy, xe vừa về đã dọn dẹp gì đâu các bác. Đấy, còn nguyên luôn, lốp sơ cua, đồ đầy đủ. Và lòng lốp là không có đâm va, không có mục mọt. Đấy, keo chỉ cánh hậu đằng sau đây. Đấy, các bác nhìn này. Và mổ chỉ cánh hậu đằng sau là còn nguyên luôn. Và keo đằng sau này. Đấy, chỉ đằng sau đây. Đấy, các bác nhìn này, chỗ này này. Đấy, nó có một chút phần này thôi, nhưng cái này không vấn đề gì các bác nhá. Vâng, nói chung là bên em thì có sao bán vậy thôi, cũng không cần phải cầu kỳ gì cả. Xe thì chủ yếu quan trọng nhất là máy số gầm bệ đấy ạ. Và đây cũng là một chiếc xe tương đối là cứng, và dọn dẹp các bác đi lại thì rất là yên tâm. Đấy, giá cả phù hợp. Và em này là một chiếc xe bản 6 túi khí các bác nhá. Có túi khí ghế, cho cả ghế phụ và ghế lái này. Túi khí ở cột. Đấy, cột. Và túi khí ở trước vô lăng người lái. Đấy, hàng ghế đằng sau của xe thì cũng rộng. Và ghế da của xe là còn nguyên. Đấy, ghế da nguyên này. Đấy, da khâu còn nguyên. Và chất da thì vẫn còn rất là đẹp. Đấy, không hề bị lỗi mốt tí nào. Sơn sườn sạch sẽ, ngon lành cành đào. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng. Và đây nó là một chiếc xe giá rất là hợp lý luôn đấy ạ. Bên em Vũ Duy Ô Tô thì đang bán chiếc xe này với cái giá nó chỉ có 228 triệu đồng thôi. Và có giảm cho các bác nhá. Có giảm cho các bác khi các bác đến xem xe. Đấy, nội thất này, ghế này của xe nó còn đẹp như này. Và máy nổ êm thì thầm. Đấy, máy rất là êm luôn. Em đang để nổ máy đó, nhưng mà đúng là đứng đây cũng không nghe tiếng máy luôn. Máy rất êm, không hề có rung bật. Đấy, đăng kiểm mới đến tháng 2 năm 2024. Dàn lốp mới này. Nội thất sạch sẽ này. Máy số ngon lành cành đào. Đấy, lại số tự động nữa mà giá nó chỉ hơn 200. Một mức giá rất là hời dành cho những chiếc xe giá rẻ tại em Vũ Duy Ô Tô. Đấy. Các bác nào quan tâm thì các bác có thể là qua cửa hàng xem xe trực tiếp luôn. Em này thì sử dụng động cơ Kappa, máy DOHC 12 van, 3 máy. Đây. Các bác nhìn này. Máy khô nét, không có tí dầu mỡ hơi thừa nào. Đấy. Khô luôn nhá. Và động cơ 3 máy của xe thì chạy rất là mượt mà. Đấy, không hề lỗi lầm. Đấy, còn nguyên luôn này. Đấy, máy số thì ngon lành cành đào. Và có đầy đủ ABS, không thiếu một cái gì. Và nói chung là bản xe nhập thì nhìn nó đã sướng rồi. Các cái phần đầu và hai bên này. Các bác nhìn ạ, nó còn nguyên luôn nhá. Kể cả đầu răng dưới này. Đã kiểm tra rồi. Thì là không có đâm đụng. Đấy, đã kiểm tra vào xe là không có đâm đụng nhá. Không đâm đụng, không ngập nước, không phạt nguội. Đấy, tất cả pháp lý hồ sơ là bên em sẽ đảm bảo hết. Còn đương nhiên là xe thì tiền nào của đấy thôi. Nó rẻ rẻ hơn một chút thì nó sẽ kém kém hơn một chút. Nhưng mà nói chung là với như chiếc xe này thì bên em cũng đã dọn căng hết rồi. Về là các bác chỉ việc là đi thôi. Và đây là một chiếc Moling nhập khẩu nguyên chiếc đời 2011. Với vành la răng hoa phượng rất là xịn sò, ngon lành cành đào. Đẹp, kiểu dáng trẻ trung. Và giá tiền thì chỉ có hơn 200. Đấy, các bác nào mà yêu thích cái dòng xe này mà quan tâm thì các bác có thể là qua xem xe trực tiếp. Bên em thì bán tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng các bác nhá. Và có ở cửa hàng ở Quán Toan, Hồng Hoàng, Hải Phòng. Và cái dòng như thế này thì các bác nào mà quan tâm đến các cái dòng xe khác thì các bác có thể là qua bên em Vũ Duy Ô Tô. Đấy, đăng ký kênh, theo dõi và cập nhật thường xuyên những cái mẫu xe mới nhất được cập nhật về cửa hàng em Vũ Duy Ô Tô. Vâng, xin cảm ơn và rất vui khi được các bác có những chiếc xe giá rẻ tại em Vũ Duy Ô Tô ạ. Đấy.
Gầm em này thì được cái là điểm cộng, vâng, đã phun phủ chống mọt rồi. Đây là gầm nó cũng rất là ok, không bị mọt. Đấy, gầm rất là đẹp luôn nhá. Vâng. Và cảm ơn các bác nhá. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.